Marco Mobile chào anh em. Trước mắt anh em là con Sony 1 Mark 4. Nhìn gần như không khác gì với 1 Mark 3 đúng không anh em? 1 Mark 4 thì cái khai sim ở dưới này, 1 Mark 3 thì không thế. Nghe hơi buồn cười nhưng mà đấy, phân biệt cơ bản là như thế. Màu sắc nữa. 1 Mark 4 này thì chip Snap 8 Gen 1 gần mọi tác vụ rồi. Máy đã mát hơn rất nhiều các đời trước. Gia công vẫn sắc sảo, tinh tế. Màn cinematic tỷ lệ 9:21. Da nắng thoải mái anh em nhé. Con này thì bộ nhớ RAM 12GB này, bộ nhớ 256 hoặc 512 này. Màn 120Hz, lấy mẫu cảm ứng 240Hz. Cái màn Sony thì tinh rồi. Mình rất thích màn Sony và màn iPhone. Tinh, hiển thị đẹp, anh em nhìn cầm như tranh vẽ thế này. Điểm nhấn của nó là cái chế độ camera và chế độ manual của máy ảnh này. Anh em nào thích chỉnh tay thì sẽ rất thích cái này. Khóa sáng, ISO các kiểu. Và có cả quay phim chỉnh tay nữa. Ngon bổ hợp lý anh em ạ.